Thưa quý vị, có thể thấy lực lượng chức năng đã nhanh chóng xử phạt các trường hợp đăng thông tin sai sự thật. Tuy nhiên, với tốc độ lan truyền nhanh, các thông tin này dễ đến với người dùng mạng xã hội khác, dù là tin giả nhưng đã gây ra hậu quả thật. Mỗi người dân hãy là một người dùng mạng xã hội thông thái, tránh chia sẻ những thông tin sai sự thật, chưa có kiểm chứng rồi gây ra hậu quả đáng tiếc. Mới đây, người phụ nữ này đã đăng tải nội dung về việc đóng cửa khu chợ gần nhà ở xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp lên mạng xã hội với hơn 4.000 bạn bè. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, khu vực chợ này vẫn đang hoạt động. Nội dung sai sự thật này gây hiểu lầm, tạo tâm lý hoang mang cho người dân tại địa phương. Hành vi trên đã bị xử phạt 7.500.000 đồng. Còn trường hợp của đối tượng T, ngụ tại xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Sau khi lướt mạng xã hội, đối tượng này đã tập hợp đăng lại nhiều thông tin chưa đúng sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín đối với lực lượng phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên mạng xã hội, chỉ với mục đích câu like, câu view. Qua làm việc, đối tượng đã tự nguyện gỡ bài và bị xử phạt 5 triệu đồng. Trong nhóm đó, mọi người kêu em là kiếm ý tưởng gì đó để mà làm. Thì em mới xem Facebook những tình hình gần đây vậy đó. Rồi bọn em gặp trên Facebook người ta ghi kiểu như là chửi này nọ. Rồi em mới gom về. À, người dùng mạng cần kiểm chứng cái nguồn tin có chính thống hay không. Trang mạng xã hội Facebook thì có dấu tích xanh. Còn đối với các website hoặc là các cái đường link liên kết có tên miền là .vn và có địa chỉ, thông tin đăng ký cụ thể rõ ràng. Người dùng thường nên kiểm tra kỹ cái tác giả, rồi đọc kỹ cái nội dung, xác định cái tin đúng hoặc sai. Lợi dụng mạng xã hội để đăng tin giả, tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến đời sống xã hội đương nhiên sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tác hại của tin giả còn phụ thuộc phần nhiều vào độ lan tỏa của mỗi người dùng mạng xã hội. Thế nên, người dân cần tỉnh táo, không tiếp tay cho những tin tức sai sự thật một cách vô tội vạ bằng những nút like, nút chia sẻ và bình luận khi chưa kiểm chứng thông tin. Thưa quý vị, hôm qua, Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an huyện Cầu Kè mời làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính đối với tống nữ TH, 32 tuổi, ngụ ấp 1 xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, vu khống trên mạng xã hội. Vào ngày 10 tháng 8, H thấy tài khoản trên Facebook có tên Soda Sun đăng bài viết, cho hỏi mọi người bán đồ ăn online đăng bài trên Facebook có bị phạt không mọi người. Sao mình thấy quá trời người trên Facebook đăng bán đồ ăn không ai nói gì hết, tới mình đăng bán thì... Bài đăng có 68 lượt bình luận và 2 lượt chia sẻ. Trong đó, H sử dụng tài khoản Facebook cá nhân bình luận với nội dung luật rừng đâu ra bắt người ta gỡ, Facebook này bán đồ ăn chứ đâu phải bán ma túy đâu chị, mấy thằng đó con đó nó hít gió uống xăng đó chị, bởi nó cấm người ta bán đồ ăn. Qua làm việc, H đã thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết tháo gỡ, không tái phạm. Riêng tài khoản Soda Sun, lực lượng chức năng tiến hành làm việc nhắc nhở, giáo dục, chấp hành nghiêm các quy định trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và cam kết không tái phạm.